Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh của Vũ Hai đây. Nếu các bạn chưa biết mình là ai thì hãy theo dõi kênh của mình nhé. Chào mừng các bạn đến với website vũhaiday.com. Ai mà muốn biết thêm về mình thì các bạn có thể tìm hiểu trên thanh trên cùng của website hoặc là bên tay phải của website. Hôm nay mình chia sẻ về cái tư duy bán áo thun với cái chen chính trị. Thì có bao nhiêu kiểu tư duy thì mình đã phân loại ở bên phía bên này, các bạn có thể coi qua ở trong đây nhé, ở trong cái các bạn đang ngoài trang chủ vào cái phần tư duy cho người bắt đầu ấy, ấn vào trong đây thì ở trong đây mình đã có phân loại những loại thiết kế cơ bản để các bạn có thể biết là có bao nhiêu nhóm ở trong đấy theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Sau này mình sẽ làm chi tiết hơn nhưng mà tạm thời mình để ra như vậy thôi. Đó, thì có những cái này thì hôm nay mình sẽ đi vào phần chính trị đây. Thì hôm nay mình đi đến một cái cụm từ là walk away. Cái cụm từ này thì mình đã tìm hiểu để tiết kiệm thời gian cho anh em rồi. Thì từ walk away đây là một cái cụm từ mà của một anh chàng diễn viên người Mỹ. Họ rời bỏ một cái đảng khi mà ông Trump thắng cử tổng thống, và cái này tạo thành một cái làn sóng của những cái người ủng hộ cho anh chàng này. Và với cái hashtag là walk away rất nổi tiếng ở thời kỳ đó. Thì để mà bán được cái áo thun kiểu này, các bạn phải theo dõi được tất cả những tin tức về chính trị, về xã hội ở bên Mỹ. Ngay cả những trang web, trang báo ở Việt Nam đôi khi thỉnh thoảng họ cũng cập nhật những cái hashtag hoặc những cái trend như thế này rất là nhanh. Các bạn có thể cập nhật trên những trang web đó, rồi mình nắm bắt được cái xu hướng thì mình sẽ thiết kế được những mẫu sản phẩm như ở dưới đây. Cái phần trên đây mình sẽ không đề cập đến nữa, khi nào mình nghĩ thấy có những cái gì mình cần thêm vào những bài khác ấy, thì mình sẽ thêm sau. Cái từ walk away có nghĩa bỏ đi á, thôi bỏ đi á, không có muốn ở lại á. Còn giống như là nếu mà dùng từ go away á, go away thì cần có một cái phương tiện gì đó, hoặc là nói chung là cái đấy thì phải dùng phương tiện. Còn cái walk away ấy, thì theo cái cá nhân mình biết là chỉ là một câu nói theo cái không cần dùng một phương tiện gì hết, kiểu như vậy. Thì cái này ví dụ như là đánh vào những người yêu thích mèo đi, thì họ sẽ ghi là walk away, I have it, có nghĩa là họ bỏ đi. Và họ bỏ đi nhưng mà họ có một vấn đề là họ giận dữ và họ không thích những cái người mà ngu ngốc ở trong những cái mà ví dụ ở đây là họ đánh vào cái đảng ở đây, cái đảng mà họ không thích khi mà ông Trump lên. Có rất nhiều cái sự kiện xảy ra đó, thì đây là đánh vào những cái người thích mèo và họ bỏ hình con mèo vào và walk away, bán rất tốt với 10k like và 2k 7 share. Tiếp theo đánh vào nhân vật, những cái người mà yêu thích nhân vật Stitch ở trong phim hoạt hình, gì Stitch bằng những người bạn thôi. Các bạn có thể, nếu mà không biết nhân vật Stitch thì các bạn có thể search cái nhân vật này, Stitch and Lilo, Stitch and Lilo. Đây, Stitch and Lilo, nhân vật này đánh vào những người mà thích cái nhân vật này. Và chỉ thường thay hình thôi. Cái mẫu này thì đơn giản hơn những cái mẫu mà cái bài mới đây của mình là về cái quote phần 1 ấy. Thì không phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần thay hình những nhân vật mà họ thích. Và những cái fan nào mà họ thích nhân vật đó thì họ sẽ target vào những cái fanpage có nhân vật như thế này, để vào cái cụm từ đó tạo thành một sản phẩm bán có xu hướng tại thời kỳ đó, thời điểm đó. Còn ở đây thì mình không biết là cái nhân vật này ở trong phim gì, mình cũng không rõ. Để mình search thử nhé. Mình sẽ search thử coi. À,
Jesus. Mình sẽ search cái ông đấy ra. Ông đấy mình không biết là ai thiệt. Có một số mẫu phim thì mình không biết, nên mình cũng biết là họ có ghép qua ghép lại về những cái phim đó đấy, nhưng mà một số phim thì mình không biết. Mình chỉ biết là ý tưởng của họ là họ ghép vào những cái bộ phim đó thôi, còn phim đó mình không biết, thì các bạn nào có thể tìm hiểu thêm cho mình biết, comment vào video cho mình biết, mình hay với. Tư duy là thế. Đây, họ ghép rất nhiều kiểu, ví dụ như là ghép vào nhân vật Deadpool này, đúng không? Nhân vật Deadpool là một bộ phim á. Nhân vật trong một cái bộ phim gì mình quên mất rồi. Phim này phim kiểu kinh dị á. Cái này cũng là trong một bộ phim. Trong một bộ phim luôn. Đó, của đi gần này. Ok, người là đi gần Dead. Dead ni gần. Die, die Dead thì mình đọc tiếng Anh cũng không có chuẩn đâu. Mình biết cách làm là được. Còn đây qua okay. Cái này họ chế đi rồi, họ chế đi một xíu, hơi sáng tạo một xíu này, thì họ đánh vào những cái người già sống ở Mexico. Nó về biểu tượng của Mexico họ thường gắn liền với là đầu nâu, xương chéo. Đánh vào một nhân vật hoạt hình đây. Đánh vào một bộ phim Star Wars. Tuy nhiên là những cái này mình không có theo dõi được, nên mình không có cái lượng like. Mình chỉ có tham khảo trên đây cho các bạn biết. Và một cái nhân vật Noel đây cũng có thể đánh được nè. Biểu tượng của những người mà phụ nữ đòi đòi gì đây, mình gọi là đòi quyền cho chính mình, là biểu tượng này. Son Goku. Thôi mình quay lại cái này đi. Tiếp tục, cái này cũng là một bộ phim nào đó, biểu tượng của một bộ phim nào đó, cũng chạy vào cái phần này. Còn này chỉ là muốn sói không thôi. 26k like và 17k share, rất là ấn tượng đúng không? Trong đây cũng thế, người ta thay vì người ta bán ở trên áo thì người ta chuyển qua người ta bán ở trên cốc. Trên cốc thì cũng có 8k share, 8k like và 3.300k share. Trong phần này thì họ đánh vào một những người đàn ông lớn tuổi. Đó, họ chỉ cần thay dòng chữ thôi thì họ có thể là họ cũng bán được rồi, làm quà tặng cho người thân của mình, những người yêu thích về cái đảng nào đó. Ví dụ trong đây là xuất phẩm cái gì đây mình không biết luôn, mình dịch thôi. Các bạn có thể tìm những cái bài báo hoặc là những cái như mình chọn luôn cho sketch bởi và trà dùng search cái từ này luôn cho các bạn để biết là đến từ đâu. Chính dịch được đưa xuống này của một nhà nhà theo đi bộ đó. Mình có thể tìm hiểu thêm ở trên Wikimedia, hoặc là mình có thể tìm hiểu ở những trang đây, trang tin tức quốc tế. Thì đây, để tiết kiệm thời gian thì đây nhắm vào chính trị, nên mình sẽ không có đi đào sâu vào cái nó tại sao. Các bạn có thể tìm hiểu vào những cái kiến thức mà mình đưa cho đây để tìm hiểu theo lý do anh chàng này tại sao anh lại làm ra cái này. Bây giờ mình biết là anh tạo được cái trang này thì mình cứ vậy mình bán theo thôi. Quyết hết đánh cho nhóm người tóc đỏ nè, 2.7k like.
và 1.300 xe. Thì đây dành cho những người phụ nữ đòi nhân quyền, đòi cái quyền nghĩa vụ cho mình. Cái biểu tượng này 38k like. Còn cái này thì đôi khi có một số từ họ muốn cho nó nhẹ nhàng hơn thì họ sử dụng những biểu tượng hoạt hình, và bên đấy họ cũng có một cái nhóm nào đó họ thích cái con ngựa một sừng, con Union, cũng là một cái ngách để mà mình bán hàng sản phẩm. Đây cũng có 5k like và xe thì mình không có lưu lại được. Đây, chỉ cần một dòng này thôi cũng được. Và mình nghĩ cái sản phẩm này là cái sản phẩm đầu tiên để giống như là cái ngòi nổ cho tất cả những sản phẩm sau đi kèm theo, là những sản phẩm trên đây của những seller khác họ sáng tạo ra, họ gắn những cái hình này vô để họ bán. Còn cái sản phẩm này mình nghĩ là một cái sản phẩm đầu tiên, bắt chen đầu tiên và đi ra đầu tiên với cái số lượng like là 427k like, rất ấn tượng, bán rất tốt vào thời điểm đấy. Tiếp theo đánh vào nhân vật hoạt hình. Cái này thì có nghĩa là họ đã redesign lại và họ bỏ nhân vật Sunoku vào, đối bán cho những người yêu thích nhân vật Sunoku. Ví dụ như là họ cũng nhận về được 5,4k like. Ở dưới đây ấy, là họ đánh vào nhân vật một nhân vật ở trong phim The Walking Dead. Là một nhân vật ở trong phim. À đây, ông này là ai? Đây là ông đây, nhân vật chính trong phim, 5,9k like. Ok, cái bài này nó chỉ có vậy thôi, chỉ có thay hình thôi, nó đơn giản hơn những cái mẫu ở trên kia, hoặc là thay chữ thôi, thay hình hoặc thay chữ thôi. Và những cái ngách mà mình thích, những cái phim mà nổi tiếng bên Mỹ thì các bạn có thể tìm những cái mẫu tựa phim nổi tiếng nào đó, các bạn có thể thay vô, hoặc là tìm một cái từ như thế này, các bạn ra ngoài tìm chỉ có cái cụm này thôi, coi là người ta đã ghép vào những cái mẫu phim khác như thế nào. Viking này nhiều lắm, để mình lấy ý tưởng. Vịt này, vịt trong Mickey hả, trong phim gì này, nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Ok, cái video này đến đây là kết thúc, và mình sẽ cập nhật vào những cái case study tiếp theo. Bạn nào mà chưa theo dõi được cái kênh này ấy, thì các bạn ấn vào cái chuông này và các bạn ấn Acloud để nhận những cái bài viết mới nhất khi mà mình ra một bài case study nào đó trên website của highday.com, hoặc các bạn cũng có thể ấn vào đây để ủng hộ cái kênh của mình bằng cách ấn đăng ký subscribe để nhận những cái video mới nhất khi mà mình có thông tin về sản phẩm nào đó. Rồi, tới đây hết rồi thôi. Chào mọi người và chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ.